hóa có tính cộng đồng cao luôn hiện diện trong cuộc sống sinh hoạt của người Sán Chỉ. Đôi lứa đang yêu thì dùng lời hát thể hiện tâm tư. Chị Hoàng về. Có làm như thế này hoặc là anh nói chồng cô có. Ta cứ thế được xóm cỏ gắn bó với người Sán Chỉ trong mọi đời sống xã hội. Chị cha ơi, lòng không chị cha ngủ dưới đây hoặc là anh á. Sáng chỉ mây hoặc người nghe chỉ bằng giọng hát, bằng những lời ca nhịp nhàng thi vị như những vần thơ nhiều thanh điệu đầy xúc cảm. Trên châu lại ơi, trên châu lao tàn mà nhạc trên làng. Trên châu lao làm mẹ nhạc trên xuôi lao làm mà ra cây cho cô thà. Đang làm xây nhà gọi cầu ngâm xuôi trả tin thầu. Chắc là chúng ta có cây sổ giam xuôi trả tin lệ còn ai cao mọi bài còn đang ký con bầu. Chúng ta đang thưởng thức trích đoạn tái hiện tục hát đối khi khách đến chơi nhà. Sau những lời hát chào hỏi chủ nhà được mời vào trong nhà hát thì nhóm con trai sẽ ở phía ngoài hát đối đáp với con gái ở phía trong buồng. Hát đến khi thấy hợp ý, hai bên hẹn nhau tiếp tục hát đối chân tình. Khi mà lao làm mẹ cho hôm kia nhẹ nhàng là cho cha hảo ăn tròn hôm chi cho cha nhất thiết tôi dám kiến sĩ à, phải hát như thế này,
không xì à nhá, đứt chân đứt tươi. Mời vận động viên tiếp theo là Vinh Sát, vận động viên núi của Vinh Sát và vận động viên của Trẻ Phạm. Hiện tại đang là cái giai đoạn mà bốc thăm chuẩn bị thi đẩy gậy nha các bạn nhé. Đẩy gậy xong rồi mà. Thank you.